Channel của Channel Episode và tôi sẽ đây. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh của Channel Episode về Minecraft. Và tiếp tục lại trong server Hero MC.net và quay trở lại với trò chơi quen thuộc của chúng ta trên kênh của Channel Episode, đó chính là Pet World. Và ngày mai mình chơi cùng với chị Camui Noob. Ồ, Camui ơi. Hello, ơi. Ồ, chị đâu rồi? Camui ơi, chị đâu rồi? Ai à? Chị đâu? Chị đây. Đâu? Em đâu? Ai? Chị ơi. Ơ, ra. Hồi hồi chết gì vậy bạn Camui ơi? Camui. Đâu? Đâu rồi? Cái gì vậy? Chị? Trời. Cái gì vậy? Alo, Camui ơi. Từ từ, từ từ. À, bà làm cái gì trời? Bà đâu rồi? Đâu hết cả cái xe này. Cái thôi thôi bây giờ em đứng đây nè, chị bay qua đây đi, chị bay qua đây đi. Ờ em đứng đây nè, bay qua đây. Okay, okay, okay. Cái đầu okay. Đây rồi, Camui Noob đây rồi. Thế ngày hôm nay mình sẽ vào trong Bedwar, mình và Camui Noob sẽ chơi duo. Và trong trận Bedwar ngày hôm nay chắc chắn là tôi sẽ không cố gắng để thắng các bạn, mà hôm nay mình sẽ chỉ cho Camui chơi Bedwar. Và mình biết chắc chắn là có Camui vô tiên là mình sẽ thua các bạn ạ. À. Cái này chị khinh thường người ta vậy? Nói đùa thôi, nhưng mà nói chung là ngày hôm nay mình sẽ chơi Bedwar cùng với chị Camui TV. Và Camui như cái tên của bà là Camui Noob đó các bạn, nên là bà chơi noob lắm. Nên là mình sẽ chỉ cho bà chơi các bạn ơi. Ok Camui à, bây giờ thì chúng ta sẽ qua sảnh Bedwar và đi thôi nào chị. Let's go. Các bạn ơi, Camui đang cầu xin tất cả mọi người đừng giết bà. Camui ơi. Tuyệt quá. Trời ơi, Camui tay to. Trời ơi, Camui lực sĩ. Ôi, các bạn ơi, thấy cặp đem vào tay vô chị, đem vào tay vô mới giống vậy. Đấy, này, 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 đấy. Mình, các bạn thấy không, mình gọi Camui là Camui đô vật Mỹ, các bạn không tin. Đấy, lấy đồ bọc giường đi chị. Ủa, rồi em lấy hết vàng, em lấy hết sắt thế hả? Ờ, đúng rồi. Nhưng mà chị có muốn có vàng, có sắt chứ bỏ. Thì chị lượm đi, đó, em nhường chị đó, em lượm sắt cái vàng để em ra giữa máy thôi. Đây, để em bọc giường, bọc gỗ trước cho. Rồi đó, chị không bọc bằng len à? Chị bọc len cho trước đi, bây giờ chị bọc len cho, bây giờ mới bọc len cho đó. À thế hả? Ủa cái gì vậy? Bình thường chị toàn bọc len thẳng không à? Cái hèn chi giường của bà dễ phá, đúng rồi. Tức là bọc bằng gỗ vậy á là chỉ có TNT mới qua phá được thôi chị, hiểu không? Còn cái kia là nó chỉ cần một cái kéo thôi, thể cắt xuyên vô cái ô của chị rồi. À, ra vậy, ra vậy. Ok, ok, ok. Nhưng mà bọc bằng gỗ thì nó hơi tốn kém chị ạ. À. Ok, em ra em lượm kim cương rồi nè chị. Em lượm kim cương rồi, chị yên tâm, xíu nữa thế nào mình cũng mua. Nâng cấp đi, nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Nâng cấp vậy? Có 3 kim cương nâng cấp gì bà nội? À, 3 kim cương nâng cấp được phòng thủ 1 mà. Thôi bà nhà bà bảo vệ nhà ơi. Em đang me tìm tím là tìm tím cũng đang me mình nè. À, có một thằng xám chuẩn bị vào nè. À, xám à. Xám à. Nó đây nè, nó đây nè. Mà chuẩn bị chết rồi con ạ. Ghê vậy? Bà đánh được nó không? Không. Nhưng mà chị tay to nè. Ghê. Rồi, bà tay to không nghe bà đánh được nó đâu. Camui, tay to. Đô vật Mỹ. Đấy. Ờ, chát đi, xíu té không nhục lắm luôn hả ba. Đây, 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 đây. Camui nhẹ. Ui. Em không có rìu để đếm chặt gỗ chị ơi. Mua đi, mua đi. Ê, chị có thêm một cái kim cương nữa nè, thêm một viên kim cương nữa nè. Nâng cấp đi chị, nâng cấp đi chị. Đây đây đây. Em chưa mua rìu. Một viên kim cương thì nâng cái gì hả má? Em chưa mua rìu chị ơi. À. Là cái gì? Cái rìu để chặt gỗ chị. Ủa, cứ rìu chặt gỗ làm gì? À, có một thằng trắng. Mày chết yes. Rồi. Hả, màu trắng qua chị luôn hả? Màu trắng qua kim cương. Mày chết rồi. Mày cay. Bà đánh được nó không mới là chuyện á. Chết này. Ôi cái gì đấy? Không, không phải giường mình, không phải giường mình, yên tâm chị, yên tâm, yên tâm, không phải giường mình. À, hết hồn. Được thêm 2 kim cương này, chị đánh nhau rồi bọn nó được 2 kim cương này. Rồi, cất gương đi chị, cất gương đi. Đó, bây giờ Camui bắt đầu là Camui chơi bà gồ rồi đó. Đây, để qua tìm xám em chơi tụi nó cho. Đấy. Ok. Chơi chúng nó. Ủa, sao tìm vàng cũng qua tìm xám vậy? Ủa, ai biết gì đâu. Tìm mất à? Không phải tìm mất mà là, à hình như tìm vàng vừa. À tim vàng vừa đập nhà tim xám. Thằng xám nó qua. Giết nó. Ui. Ui trời. Thôi không sao. Không sao chị, không sao chị. Nó mất giường nó không còn gì để mất xong mới vô đập chị á, không sao. Đâu nó đâu? Nó chết rồi đúng không? Đó, trời nó có. Chết rồi, chị này nó chết rồi nhưng mà mất giường rồi. Camui lực sĩ BBB rất tốt nhưng mà bây giờ giường hơi kém các bạn ạ. Không sao. Này tại em bỏ chị đi, không sao. Ok, bây giờ mình sẽ qua tim trắng anh em ạ. Đi qua tim trắng chị. Đây, giết nó.
Ghét la, ai ghét nó. Chơi với cá mui ghét liệu. Không phải tại cá mui. Cá mui liều chết đi ra đi. Nó chết cung. Cá mui, ơi, cá mui chạy đâu vậy? Rồi chết cá mui rồi, chết cá mui rồi, chết cá mui. Cá mui vừa sinh được bạn kia tha cho mà. Phải chi. Ok, em để lại một vài món đồ cho chị ấy đó. Chị lấy chị bọc giường đi. Để em qua bên kia em làm kim cương cho. Đấy. Ok. Chưa gì bà chui nó bà làm gì bà nội. Ok, anh biết đó. Kim 2 mà các bạn, nên là mình cứ đi bọc giường trước cho chắc các bạn à. Đấy, phân chia công việc cho rõ ràng. Đó, ok, rồi. Bọc gỗ xong rồi bọc len đúng không? Đúng rồi. Hoặc chị thích thì chị bọc len xong rồi chị đi đánh lộn cũng được. Này kỳ vậy? Này, tim xám đang sơ hở chị ơi, bay tim xám chơi không? Quẩy nó đi, chứ chị làm sao mà quẩy được. Thôi em nghĩ là em sẽ qua tim trắng em chơi chị à. Ok các bạn à, thì hả? Quách. Sao đổi mục tiêu nhanh vậy? Người ta gọi đó là mình phải có cái gọi là mục tiêu, mình phải linh động, chị hiểu không? Mình phải linh động trong cái việc chọn mục tiêu lên đó. Ok bây giờ mình sẽ mua một cái giáp nè. TNT thì mình còn một cục nữa. Ủa, tim trắng nó qua nhà mình à. Lấy cái cục bạn bảo tha chị rồi mà. Đâu, cái bạn bảo tha chị là tim xanh dương. Lộn tim rồi bà nội. Đúng rồi. Cái gì vậy, cái gì nổi vậy? Không biết luôn á. Gì nổi vậy? Ê tim tim xám qua rồi, tim xám nó qua rồi, cẩn thận nha. Ok. Trời, đây là cá voi. Đây nè. Trời, đậu. Ôi ơi, mấy ông này bây giờ mấy ông chơi hội đồng rồi các bạn ơi. Một đống team qua luôn nè, hai ba team gì qua nè. Kiểu cá mui vậy. Cây. Bà chơi bếp vô mà chơi bà cầu cứu rồi nội. Kiểu. Ui, bên đấy đông quá. Ý. Ê, có thằng sắp. Mày tính làm gì? Hả? Giường ơi. Trời ơi, chơi kiểu này sao chơi với bà nội. Trời, mình đã chơi cùng với một bà nước rồi mà mấy team này còn hai team đánh một với sao chơi ba. Cái đầu xanh. Không phải tại chị. Trời, nó tại chị đâu. À, tôi nói tại nó chơi bất chạy thôi. Đây. Qua team trắng cho chị ạ. À. Từ mua team ti cái chị ơi. Mua team ti cái. Team mình chưa có team ti này. Team mình chưa nâng kiếm luôn á. Qua làm kim cương đi. Nâng kiếm á? Đúng rồi. Hết hồn, em bị mất máu. Vậy. Không, chị nghe tiếng nhảy á. Ồ, mua táo vàng gì vô chị. Đây, bây giờ em sẽ nâng kiếm nè. Mua nhiều táo vàng hả? Đúng rồi, mua nhiều táo vàng vô. Ok. Bao nhiêu sắc quả luôn. Đúng rồi, bao nhiêu sắc mua táo vàng với cả tiền hết rồi. Nó qua này. Bắt qua. Đồng nó. Ở đồng chơi. Mày đi làm gì mày đi. Mày chết đệ. Chết đệ. Ê, chạy đi. Ok. Không sao. Team mình chơi được. Em confirm được, Chị để ở trong dương này nè, chị để trong dương này nè. Ê. Thằng xanh. Thằng này nó kêu tha chị nè. Quá. Quá. Đấy. Sao em bảo tha chị? Cảm ơn. Em nói điêu. Cảm ơn dễ dụ quá, Mày lại đây. Tụi mày lại đây. Một mình cá mui chết. Ghê. Tin tin dâm đồ. Ghê. Các bạn làm rất ghê nhưng mà rất tiếc các bạn làm phim rồi. Trời ơi. Ê chị. Trên đầu. Đông quá thật sự luôn ý. Mấy ông này chỗ thấy youtuber vào sao mấy ông qua chơi như này. Sao tập cho cá mui chơi được trời. Cá mui mới tập chơi thôi. Cá mui chị không nổi nhiệt đâu. Chị sẽ đi theo em. Đúng rồi, chị cứ đi theo em đi. Rồi bây giờ mình sẽ chặn cái đường trên đây lại không cho nó lên. Đấy. À. Ok. Xong rồi giờ sao? Ôi. Cái bạn này đang thủ nhà này. Đúng rồi, đang thủ nhà. Ê, nó đang lên sao? Đấy, xanh dương này sẽ chơi mình nè. Từ từ. Nó lên. Đánh nó. Mày chết. Đánh nó. Mày chạy đâu? Mày chạy ở đâu? Mày chạy đâu được? Coi chừng. Đằng sau. Tao vừa chết rồi à? À.
rồi. Xanh người luôn á, tim up luôn á. Xong luôn. Xong rồi. Cố lên. Chứ rồi nó còn 10 máu, em còn 3 máu, ai sợ. Ua, chạy đi. Ôi, sao đồ kìa? Sao tao vàng kìa? À, hình như mấy này nó đánh trong mỗi mình chị à. Mày đánh trong mỗi mình chị à. Đây này bắn rồi chị. Ê, từ. À, các bạn ơi. Mấy ông này, mấy ông đánh. Mấy ông cứ đánh cho chết cho vui. Mấy ông tha cho tôi à. Trời ơi, tội cho vui quá. Đánh công quá, không chịu đâu. Sao cao vui không xin nó đi, cao vui. Cao vui không xin nó đi chị. Xin nó đi chị. Không xin nó, xin nó. Cái gì nó giết mày cả. Mấy ông này vô, mấy ông giết tôi nữa bạn à. Giờ tập trung giết Camui xong cho đồ tôi. Ông sai rồi. Nhưng mà em không có thương. Đã không sao chứ đâu giết Camui đâu. Qua đập Camui không chịu phát nào luôn á ba. Trời ơi. Không, nói chung là tôi thì tôi chơi friendly. À, tôi chơi là tôi chơi fair play. À, mấy ông cho đồ tôi thì tôi sẽ tự sát tôi chết thôi. Nên là mấy bạn đừng có cho đồ tôi nhiều. Ví dụ chơi ngoài đường này chơi. Hoặc là ví dụ như mà cảm thấy tôi mà đang vô phòng á, các bạn có thể hạn chế đánh tôi cũng được. Chứ đừng có kiểu team up thì chơi nó kiểu ấy lắm. Tại vì các bạn biết là một lần mà mình vào trong một cái phòng bếp quê ấy, rất là nhiều team qua nó đập mình luôn. Mình không biết tại sao. Nhưng mà kiểu như mấy bạn thấy youtuber mà mấy bạn bảo là mấy bạn đập được youtuber thì nó sẽ có một cái gì đó nó ai hơn nhiều người khác á. Mà nó mới nó ai chỗ nào, nhưng mà thực ra thì team youtuber bọn mình chơi cũng bình thường thôi à. Mấy ông cứ vô mấy ông đè đậm này thì mẹ tôi cũng chết nữa chứ huống gì tôi. Đây là mấy ông cũng bớt tí. Ông vô ông cứ như này, hai ba team gặp bà Camui bên nước mà không biết bọc giường nữa nè. Trời ơi. Ok, bây giờ để mình bọc giường cho. Á à, Camui ơi. Chị bọc giường cái này chết mày, em rồi. Ai biết gì đâu. Thôi. Ai biết gì đâu. Ờ. Con nít đâu biết gì đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ cháu còn bé chứ biết gì đâu. Đúng không? Mẹ. Ê, bây giờ là một sao, một anh nữa phải về. Tao hơi bị to nhá. Bà lụm vàng mà nâng cái giám sát lên trước đi rồi nói chuyện với tôi. À ok, nhưng mà phải có vàng chứ bộ. Em nhớ là hình như hồi nãy chị cũng đâu có nâng vàng đâu. Ờ, đâu có nâng giám sát lên đâu. Có mà. Ý, màu xám lại qua nè. Ái chà, mấy cái thằng màu xám này bố láo nha. Này, có ra đây. Nè, ê, nè, màu xám ở đây mà. Đừng bắt đầu màu xám ở đây. Màu xám ở đây. À, mấy con màu trắng này nè các bạn thấy không? Mấy ông màu trắng là cái ông hồi nãy đánh tôi nè. Thấy không? Tôi vừa out phòng cái mấy ông out luôn nè. Mặc dù chơi chưa xong trận out luôn để qua săn tôi nè, mấy ông thấy không? Đấy, chơi kiểu này ai chơi lại. Chơi kiểu. Khoan. Hả? Sao bên kia bọc được hết cái đã kết thúc vậy? À, màu xám quá, xám quá mấy ơi. Xám quá. Đâu? Một đánh nhau cái gì? Đâu? Bọc đã kết thúc, chỉ cần 24.000 là chị bọc được mà. À thế hả? Dạ. Ủa, thế chị sắp có rồi. Thế chị lấy đá kết thúc nhá. 24 sắc chứ nhầm. Vậy hả? Ừ, 24 sắc. Tức là sắc dai nhanh hơn vàng á. Ôi ơi, nó qua. Nó qua mày qua. Cái thằng này. Cái thằng Yasuo này. Cái thằng gì này. Mày chết rồi. Ôi ôi. Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn thấy không? Mẹ kiểu hai ba team nó qua như này sao chơi mà nội. Quả mất luôn đường rồi. Đúng rồi, mẹ nó chơi hai ba team nó công vậy không chơi được đâu. Ok các bạn ơi, hôm nay mình dẫn Camui nước lần đầu đi bếp qua. Chị thấy sao chị Camui? Chị còn chê em nữa không? Camui bình thường kiểu thấy mình chơi bếp vô hua Camui chê lắm. Hôm nay Camui đã được trải nghiệm cảm giác bị team bóp đánh là như thế nào á. Không có chơi không gì đó mà. Các bạn không? Trời ơi kiểu mới lần đầu vô giúp Camui chỉ Camui chơi bếp vua xong bị team bóp đánh sắp mặt liền luôn anh em ạ. À. Nên thôi, nói chung là video đến nay thì cũng chỉ Camui được một vài cái gọi là khắc nghiệt ở trong bếp vua cũng ok rồi. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà đã thích video này đừng quên để lại một like, một share, subscribe cho nhiều một comment cho kênh Dũng Xe Đông Sơ để xem làm video hay hơn. Và nếu bạn nào thích video làm nhiều video bếp vua nhiều hơn nữa thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ hãy tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video tiếp. Bye bye.